ra chỉ có mấy bạn thắng thôi, còn đâu là đa số là đều là thua. Hôm qua Nguyên Dương của anh Tung với anh Đức là đánh rất tốt. Hôm nay tôi thấy các bạn đánh thì như chỉ có được một tiếng là thấy ra rồi, đúng không? Ta cho thời gian chúng ta 3 tiếng cả hai bên cơ mà.